Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì một đường trời mưa và tả như này thì vẫn có được tới để nó sẽ xin một đại khác mà chúng ta có thể sẽ được thông báo là một số bạn ngày hôm nay không có mặt buổi sáng thì do tuần sau là bắt đầu chuyên đi chuẩn bị chủ nhật là chúng ta đã tiêm được chuyển động thì chuyên đi rồi cho nên là chỉ có buổi sáng chủ nhật là học môn gì chủ nhật là tiêm chủ nhật buổi sau thì chúng ta nghỉ và chúng ta nghỉ luôn cho tới một tháng có nghĩa là tới ngày 10/11 thì mới học bài học báo và sẽ lên học báo lại trong suốt thời gian đó mong là quý vị vẫn cố gắng hành cái pháp thiền định và để chúng ta đã học ngày hôm nay chính là điều tùy niệm phật và chúng ta đã học bao nhiêu cái đó đúng rồi. Thứ nhất là đức a la hán, đức phật gọi là a la hán bởi vì ngài có tám cái đặc tính. Đức Phật gọi là một Phật sống khô bởi vì ngài có những cái tính như thế nào đó là khi chúng ta hành thiền đặc biệt như vậy và thời gian của tháng đó là để cho quý vị vẫn tiếp tục thực hành chứ không phải là nói một khác là mình nghĩ rồi là mình bỏ lên thì họ lên thưa quý vị. Theo ý của chú giải thì mỗi một lần khi mà chúng ta tùy niệm Phật khi chúng ta cũng có được cái sự chánh niệm thì đến đạo đức của Đức Thế Tôn mỗi một lần một chiếc chánh niệm đó cả thân chúng ta chính là những con bảo tháp bởi vì khi chúng ta tùy niệm Phật nó có một lợi ích đó chính là mang lại sự có một số nơi thì họ nhận ra cái việc tùy niệm Phật đó là mình tạo cái lực lượng không mất nặng như vậy. Thực tế khi mình nhìn nghĩ nhiều về những lợi ích tốt đẹp thì tự nhiên chúng ta sẽ có thay đổi trong cuộc sống. Chứ có nhiều người cái gì mình đi chùa nào rất là nhiều nhưng mà không có thực hành giáo pháp, không có thường xuyên suy nghĩ về giáo pháp, không có thực hành thiền định thì cho dù chúng ta đi chùa bao nhiêu năm đi chăng nữa thì ta vẫn còn đó, sơ vẫn còn đó, si vẫn còn đó khi mà làm chuyện chúng ta không làm được. Rất nhiều người nhớ lý rất là giỏi nhưng mà khi mà gặp cái chuyện cần xử lý thì họ lại không thể kiểm soát được tất cả tâm của họ. Để đi nghiệp người họ có sự thực tập cho đó thì dù chúng ta có thành lực nào được chăng nữa thì cái việc thực hành nó vẫn luôn đóng cái vai trò quan trọng. Như có một lần Đức Thế Tôn dạy ngài A La là nếu như mà ông chỉ có một việc là ghi nhớ cái lời dạy của Như Lai bởi vì quý vị biết là ngài A La là đệ về trí nhớ chứ còn có cái gì thì ngài không bao giờ ngài quên bỏ sót một điều của quý vị nào đó. Cái trí nhớ của ngài trong trường hợp dây như là một cái máy của quý vị ngài nhớ là chính xác nhưng mà Đức Thế Tôn có nhắc nhở ngài như sao nó giống như một cái người là nhắc bỏ anh biết rõ cái con bò nào nó
chuyện là có bỏ ra không chịu biết rõ có bò này ăn cái này có bò kia ăn cái kia anh biết rõ từ đặc điểm của một con bò anh biết rõ hết nhưng mà anh có tưởng tượng những cái sự lợi ích của con bò có nghĩa là anh có thể tưởng tượng quy định của con bò có thể hưởng những cái sự lợi ích của con bò có thể hưởng tượng tất cả những cái sản phẩm làm ra của con bò cũng như vậy nếu như chúng ta chỉ có học nhận pháp và chúng ta không thực hành dù chúng ta có ghi nhớ nếu ta ghi nhớ chắc nữa thì chúng ta chỉ là những người chăm họ của đây nó cũng ta không tưởng tượng những lời đạt nhận pháp cho đó trước cái thời gian thầy sư có cái lời chấp nhận gì đại khái học pháp thì các em đó vào ứng dụng để làm và có một bài giảng của sư giữ những cái gì đều có thể được hành ngày nay là sư đang nhận được từ những phần thì lần tiếp theo chúng ta học tới đó chính là bức cha đã nói sản phẩm thôi có nghĩa là kinh hạnh phúc hạnh nhất là kinh hạnh phúc thế thì Đức Thế Tôn còn là một phần kinh hạnh phúc bởi vì ngài đầy đủ đạo đức và kinh gần có tám phát kinh có tám đức này đầu tiên chính là cái biến hóa không hay còn gọi là phát không luật không còn chỉ hai cái nữa là cái biến hóa không và cái tuệ hóa không à lúc không là con chưa xin lỗi là tác không là con gồm là lúc không học ý hóa không là tuệ hóa không lục thông nghĩa là sao? Đầu tiên là cái biến hóa học mà mình thường nghĩ gọi là lục thông biến hóa học thì cái khả năng này ngay từ khi mà ngài chưa có những thành quả và ngài đã bỏ cuộc không phải là đợi tới ngài thành một quả thì khó như quý vị nhớ là một lần các bạn điện tử nói với là bây giờ ngài hãy trở về làm thì những người thánh phương đi bởi vì bằng cái đức tin ngài ngài chỉ cần chỉ vào vào của chúng ta đây ra ngài nói là hãy thành vàng thì cũng nghĩa là chúng nó sẽ thành vàng của ngài và khi đó ngài có thể sử dụng tài sản không có gì hết thì đúng không đó là bắt đầu có nghĩa là biết pháp học biến diện hay gì cũng biết là cái gì biết là cái đó thứ hai là cái thi kỹ thông thứ ba là thi nhãn thông thì cái thi nhãn là cái gì ấy? Ngoài đạo có nhưng mà họ cái sức chịu của họ là có giới hạn ví dụ như ngoài đạo họ có thể nhìn nhưng họ có người trong một bài kinh của Phật nói có những người ngoài đạo họ thực hành thiền định họ chứng thiền họ có thể nhìn thấy trong các phạm vi toàn cái cõi vũ trụ này nhưng mà họ không thể ra khỏi cái phạm vi vũ trụ cho nên họ có một cái đạo ý đó là thế giới này là nó có giới hạn bởi vì cái đạo pháp của họ họ nhìn không tới cho nên họ có đạo biết thế giới này nó có giới hạn rồi có người họ nhìn ra khỏi cái phạm vi vũ trụ này và cái nhãn họ nhìn ra khỏi phạm vi vũ trụ này
vượt ra khỏi phạm vi đó, nhưng mà họ vượt ra còn nhiều, nhưng họ biết là ngoài cái phạm vi này nó còn có những thế giới khác nữa, cho nên là họ có phạm vi khác ở thế giới này là vô hình. Và Đức Thế Tôn nói tất cả những cái gì là không phải vô, tất cả những cái gì của họ đều có một cái giới hạn, chỉ có cái gì của Đức Thế Tôn vượt ra khỏi cái giá mà họ không chịu được. Ngài muốn nhìn thấy đâu thì Ngài thấy thấy đó. Cái gì của Ngài là một số phẩm thế. Còn cái gì phẩm vô có dù cho nó là phẩm vô rất nhiều cái chẳng được đó thì nó cũng có giới hạn. Và tôi nói về cái này thì nó cao siêu quá, tại vì mình ở đây gặp Phật mà đâu ai kiến thức gì đâu. Cho nên mình chỉ nói sơ qua vấn đề không thì thôi. Rồi tiếp theo đó là cái lúc mà không. Lúc mà không có nghĩa là sao? Ngài nhìn thấy dân luân hồi và quả luân hồi. Ngài hiểu được những dân luân hồi và quả luân hồi. Thứ tiếp tục, Ngài biết rõ tất cả những sách, Ngài nhìn thấy rõ những sách do làm những cái chuyện nào mà tái sanh qua một cảnh giới khác. Có một lần Ngài sẽ lợi phước, chứ không nhớ, chứ không nhắc phải Ngài sẽ lợi phước không, nhưng mà không biết ảnh tăng. Thì vì đó hành thì phải nhắc một cảnh học, thì phải nhắc cho một chương. Và Ngài có ý tìm xem là cái con chơi này nó đã làm dơ được bao lâu rồi. Và Ngài thấy là năm trăm con này nó đã làm dơ được 500 kiếm rồi. Và Ngài có ý để tìm xem là con dơ này, những con dơ như vậy nó sẽ tiếp tục làm dơ được bao lâu rồi. Thì Ngài thấy là năm trăm con dơ này, 500 kiếm tiếp theo nó cũng tiếp tục làm con dơ. Nhưng mà muốn nó quán sâu hơn, xa hơn thì cái lộ hiện ra cái phạm vi mà quan sát cái sạch tử nó tới tận gốc rễ thì có một vật chất cảm giác làm, còn vị a la hán thì có làm được, còn vị đại tử cũng quan giác thì sức nhớ từ cái tiền kiếp của vị đó thì nhớ từ một a la hán kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Sức nhớ của một vị độc giác là hai a la hán kỳ và 100 ngàn đại kiếp, có nghĩa là vị đó có thể nhớ từ quá khứ hai a la hán kỳ 100 ngàn đại kiếp. Còn sức nhớ của phạm vô thì không được đó. Còn vị sức nhớ của một vị nhất định thực giác là không có giới hạn, và ngài muốn biết cái đâu là ngài biết cái đó. Và cái sức nhớ là nhiều nhất là chỉ có tương đương coi như là còn vượt hơn cả một vị độc giác mà nhớ được 4 a la hán kỳ và 100 ngàn đại kiếp là chỉ có bà Yajnavalkya, Yasodhara. Bởi vì bà nhớ được cái giây phút mà bà quỳ trước chân của Phật Tăng, quỳ là đời đời kiếp kiếp là trở thành một người nữ, là vợ của Phật Tăng Thích Ca để hỗ trợ cho Phật đạo của Ngài. Cho nên bà đây là ba người duy nhất mà có sức nhớ được 4 a la hán kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Còn nhớ sao của Phật đạo nhớ được vì bộ hành vi của Thế Tôn thì Ngài phải nhớ được không có giới hạn. Vì đó muốn nhớ được quá khứ thì vì đó quay trở lại cái giây phút cái đặt đầu đời vì đó, nghĩa là vì nó nhớ lại 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, vì nó nhớ lại cái thời hồi nhỏ, vì nó nhớ lại cái thời gian mà vì đó còn mặc bào thai, rồi vì nó nhớ tới cái đặt đầu đời vì đó, cái đặt đầu đời vì đó cái lúc thái sanh mà sanh vào trong bụng mẹ đó,
thì đã chết, cầu gì đó, rồi bị đau đầu là chết, tiếp theo là nó là chết, rồi bị đau là chết, tiếp theo cái gì cũng tự tử của mình, tự tử phía trước, làm sao để quay lại làm cái chết phía trước, và cứ như vậy là nó, nhớ tu thì cứ nhớ từ như vậy, nhanh nhanh là bị người, cho nên có người họ nhớ được một kiếp, hai kiếp, có người họ nhớ được năm kiếp, bảy kiếp, có người họ nhớ được vài kiếp. Không gì biết là chính vì cái nhớ như vậy, nó kẹt cái. Là có những vị đứng vào không? Vì nó nhớ vào nhầm ngay cái kiếp là rơi vào cái cõi trời vô tưởng. Có nghĩa là cái cõi nó không mất. Và khi mà người đó nhớ về cõi vô tưởng ấy, cái khoảng thời gian quá dài, khoảng thời gian của họ cũng sẽ quá dài. Cho nên là vì đó chỉ theo dấu của bản thân. Nó từ vô ngã giống như là mình bắt một cái mũi tên vào bờ trong con thấu thì mình chỉ mang đổi mũi tên từ ngoài vào đó cũng giống là vì đó có cái đạn chiến là trước đây đạn chiến có do tiền não như thế nào đó đã thành ra và khi mà thì đã có đạn chiến như vậy rồi tiếp theo thì đó là quán về vị lai và khi mà bị đó quán về vị lai thì vì đó quán được một kiếp, hai kiếp, quán được một kiếp cái đất, hai kiếp cái đất, năm kiếp cái đất, mười kiếp cái đất. Và vì đó thấy được tới một kiếp là vì đó sanh về khỏi địa vô tưởng nữa. Thì khi mà vì đó quán thì nó sanh về khỏi địa vô tưởng nữa. Do tuổi họ cũng sanh khỏi địa đó quá lâu đi. Cho nên là vì đó thấy là cái đó là cho nên là vì đó có cái đại kiếp nghe nó rất là thơ mộng đó là không đến không đi chẳng có gì từ trước nó không có từ trước nó không có và sau này nó cũng không có ta do cái vô minh vô điện não như thế nào đó mà cũng sẵn ra đời rồi sau này tu hành bao nhiêu lâu hơn nó kiếp đó là mình sẽ đi đến một cái chỗ không còn cái gì mà mình sẽ hoàn toàn gì như vậy thì đó là cũng đã biết cũng là do cái chuyện mà cái gọi là cái quân nhạc học thì nó ra nhớ cái bảo đảm quân nhớ không á cho nên là mình sẽ bị bối rối khi mà mình dướng vào cái kiếp đó mà ăn những người mà nhớ được như vậy là họ là những lý do dương thì khó học mà quý vị biết là bây giờ từ nay giả sử như mà có một ai đó cầu cái pháp lực là con chưa có cái gì nghe bây giờ mình đâu đây không nói chuyện đâu mình thấy cái gì là lạ không cần biết cái lúc chân pháp cái con mà được cầu gì là rất là rõ có những con người đi dùng họ đi dùng nhé nhớ những trong sạch đắc thiện có không nhưng mà cái thần không có họ nhìn không họ không nghe họ nhìn không hết cho nên họ có giới hạn những cái có giới hạn đó họ sẽ ra là biết và mình theo họ là mình làm biết thật ra thời nay mình thấy cái gì mà hồ đồ là mình đem về là có chừng là đi làm thế trong khi đó cái phạm vi thần thông của đức Thế Tôn đó là không có giới hạn ngài có thể nhìn cái bộ kiến sạch này do cái hành vi như vậy thì theo tiến trình tâm lý họ sẽ tạo những cái nghiệp như thế này và chính vì họ tạo những nghiệp như thế này thì trong 100 kiếp, 1000 kiếp, 1 năm đăng kỳ kiếp, 2 năm đăng kỳ kiếp, 5 năm đăng kỳ kiếp, 10 năm đăng kỳ kiếp họ sẽ tái sanh về những cảnh giới như thế này cứ có thể thấy hết cho nên nói có một bữa có một chú chú hỏi sư là bây giờ cái quá khứ cái chuyện mà quan thì quá khứ thấy quá khứ thì nó đơn giản như vậy là vì cái cách mà chúng ta nó mình nhìn nhớ về cái tập động từ nhớ về cái tập đầu lời được tập đầu lời chỉ còn tập động từ là mình nhớ được nhiều chút nhưng mà nó là bây giờ cái chuyện gì làm chưa có rồi làm sao biết được là mình sẽ tái sinh về đâu làm sao quan thì ai thì khi anh hỏi như vậy sư mới trả lời là
chưa học tỏ cho nó còn nhỏ. Có nghĩa là đừng có tính thắc mắc việc chơi vô 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 chứ bạn nó cũng có tính thắc mắc thì làm sao mà qua được thắc mắc. Rồi từng nói tới qua những cái chuyện này nhưng mà được thích cô ngài có thể bởi vì sao ngài nhìn rất rõ từng cái hành động của mình bây giờ này nó sẽ dẫn tới cái kết quả sao như thế nào và từng cái hành động của mình bây giờ nó sẽ dẫn đến những cái kết quả như thế nào trong cái việc này. Cho nên có một lần vua A Xà Thế có một cái quan nhập thần thì cái vị quan này là một cái quan lớn đấy, đỡ như mình bây giờ thì cũng phải đỡ là một tướng cho lên đó. Thì ông quan nhập thần này đấy, ông có thấy một vị tỳ kheo nếu sư nhớ không nhầm là vị này là vị Cách Chay Giang Á, sư không nhớ chính xác thì phải, thì thấy một cái vị tỳ kheo đi từ núi của vị trên núi mà đi xuống đó, thì vừa hắn lộ về và phải nói vị tỳ lâm từ núi lớp đá không phải không như bây giờ mà đường nhà vị ở thiên không cái chân trời của vị nó là rất sư rất là ủng hộ những vị đó. Cho nên là vị này
Một lần ngài Xá Lợi Phất ngài hướng dẫn đệ tử, thì ngài thấy cái anh này anh tuổi trẻ, thì ngài nghĩ là anh này tuổi trẻ thì cái lòng dục nó mạnh, cho nên là ngài hướng dẫn người đệ tử là quán bất tịnh. Nhưng mà cái anh đệ tử ảnh quán bất tịnh, ảnh không cách chi, ảnh chứng đắc gì hết. Thì ngài Xá Lợi Phất bực đệ nhất trí tuệ, ngài có thể nhìn thấy quá khứ ha, ngài có thể nhìn thấy quá khứ của vị đệ tử này đã tu hành như thế nào, vị này biết hết. Ngài đọc được tâm của ngài, của người đệ tử, nhưng mà ngài không cách chi trong cái trường hợp này mà ngài hướng dẫn người đệ tử mình chứng thánh, cho nên mới đem đến Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới biết là do cái anh này nè, ảnh từng có nhiều đời ảnh làm một cái anh thợ kim hoàng, là gọi là làm thợ bạc ấy, thì ảnh tiếp xúc với những thứ đẹp nó quen rồi. Cho nên Đức Thế Tôn mới cho anh này đi tắm rửa, rồi dắt đi đến một cái nhà mà đệ coi như là thí chủ, mà đại thí chủ á, đi với Đức Phật. Rồi cho ăn uống cho nó ngon lành, thoải mái. Mà quý vị biết là bây giờ giả sử như một vị tăng thống, một vị tam tạng mà dắt mình đi tới nhà thí chủ mà ăn uống thì nói chắc mình cũng hạnh phúc lắm. Thì ngài thì vị này được Đức Thế Tôn dắt đi tới nhà đại thí chủ. Sau đó đó thì Đức Thế Tôn cho vị này một cái bộ y mới. Rồi vị này đắp một cái bộ y mới, được Thế Tôn cho y mới, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngài dắt ra cái ao sen ở đằng sau chùa để mà quán cái bông sen. Thì ngài dùng thần thông á, ngài biến hiện ra một cái bông sen thiệt là đẹp. Nó giống như là một cái bông sen bằng vàng vậy đó, nó rất là đẹp. Thì ngài chỉ cái vị sư trẻ này đó là bây giờ ông hãy nhìn cái bông sen thôi, ngắm nhìn cái bông sen, tập trung vào nó. Và khi mà ảnh tập trung vào cái bông sen như vậy đó, thì Đức Thế Tôn làm cho bông sen nó dần nó hoại sắc đi. Nó ngã màu, nó biến sắc đi, nó không còn xinh đẹp nữa. Và nó bắt đầu nó héo rũ. Thì ảnh, cái vị sư trẻ này mới thấy là một cái bông sen đẹp như vậy mà còn vô thường, thì huống chi là tấm thân của mình. Và vị sư trẻ
quán xét về cái sự vô thường của vạn hữu. Và ngay khi đó Đức Thế Tôn hiện ra thuyết một bài kệ, và vị này chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thì sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất đến thì Đức Phật nói là vị tỳ kheo trẻ này đó đã làm xong nhiệm vụ của bậc sa môn rồi. Quý vị biết là trong cái giới mà chư tăng với nhau á, tỳ kheo với nhau á, cái việc mà chứng thánh nó nói nó rất là cao sang, nó rất là trừu tượng. Ví dụ như là đã làm xong phận sự rồi, có là phận sự đã làm xong rồi, có nghĩa là đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thì Đức Thế Tôn nói là cái vị tỳ kheo trẻ này đã xong phận sự rồi, đã làm xong rồi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Đức Thế Tôn là tại sao mà con hướng dẫn không được. Thì Đức Phật nói đó, cái phạm vi này là chỉ có chư Phật biết thôi. Do đó cái thần thông tiếp theo á, là cái tha tâm thông. Trong lục thông á, cái tha tâm thông có nghĩa là Ngài biết được tâm của tất cả chúng sanh. Cái tha tâm thông này nè quý vị, có một cái đặc điểm ha, là phàm phu á, nếu như mình chứng thiền, chứng sơ thiền thì mình có thể biết được tâm của tất cả những vị phàm phu. Nhưng mà nếu như mà họ chứng đắc cái tầng mà cao hơn á, thì mình không biết. Ví dụ như một người chứng thiền, họ chỉ biết được tâm của phàm phu thôi. Nhưng mà cái người mà chứng thiền ở cái tầng bậc cao hơn họ thì họ không biết. Rồi cái người mà chứng thánh ấy, thì có thể nhìn thấy tâm của những người chứng thiền, nhưng mà họ không thể thấy tâm của cái người chứng thánh cao hơn. Ví dụ như một vị chứng sơ quả thì không thể đọc được tâm của một vị chứng nhị quả. Cái phạm vi hiểu biết của một vị chứng nhị quả thì không đọc được. Rồi một vị chứng nhị quả thì không thể đọc được tâm của một vị chứng tam quả. Một vị tam quả không thể đọc được tâm của một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán không đọc được tâm của một vị độc giác, mà một vị độc giác thì không đọc được tâm một vị chánh đẳng giác. Bởi vì cái phạm vi mà hiểu biết ấy, họ đọc không được. Cho nên Đức Thế Tôn, một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài có thể đọc được tâm của tất cả chúng sanh. Mà cái này nó quan trọng lắm quý vị. Tại vì khi mà mình đọc được tâm của chúng sanh ấy, thì mới có khả năng hướng dẫn họ cho nó đúng. Ví dụ như mình biết họ là bây giờ đang cái tâm tham, mà tham của họ là tham như thế nào, thì mình có thể hướng dẫn họ dễ. Còn như bây giờ mình không có năng lực đọc tâm thì mình chỉ đoán mò thôi. Đoán là con người như vậy đó, cái gương mặt như vậy thì nó sẽ như thế nào, và mình hướng dẫn cái pháp, mình đoán chừng là có thể phù hợp với họ. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài có khả năng đọc tâm, cho nên là Ngài không cần như vậy. Ngài muốn biết được tâm của chúng sanh như thế nào là mình Ngài biết chúng sanh y như thế đó. Và có một đặc điểm như vậy nè, là đối với những ai mà hành tứ niệm xứ á, hành tứ niệm xứ mà trong khi mà họ đang ở trong cái trí tuệ quán, họ hiểu được, họ đang chánh niệm, thực hành tứ niệm xứ, thì những cái chúng sanh ngay cả chư thiên mà không thực hành tứ niệm xứ cũng không thể đọc được tâm của vị đó. Mặc dù mình còn phàm á nha, mặc dù mình còn phàm, nhưng mà khi mà mình chánh niệm, mình thực hành tứ niệm xứ á, thì ngay cả một vị trời đi chăng nữa, hoặc là một vị chứng thiền, chứng thần thông, mà vị đó không có thực hành tứ niệm xứ thì vị đó cũng không có khả năng đọc được tâm của cái người đang chánh niệm. Kinh khủng như vậy. Trong khi đó ngoại đạo quý vị, họ có những cái bùa phép. Đức Thế Tôn công nhận là có những cái loại bùa phép ha. Thì có những cái loại bùa phép mà nó giúp cho một cái hàng phàm phu có khả năng đọc tâm. Cái chuyện này có. Nhưng mà đó, như vậy thì mình có những cái cách để mà mình bảo vệ bản thân. Mình không có muốn, nếu mình không muốn cho ai đó đọc tâm thì sao? Thực hành tứ niệm xứ, giữ chánh niệm tỉnh giác, thì cho dù có ai đó đọc tâm của mình đi chăng nữa thì mình cũng không gì phải lo. Còn bây giờ mình ngồi ở đây, nhưng mà có khi tâm của mình không chánh niệm, không có giữ được sự chánh niệm, thì tâm mình toàn phiền não không.
cái việc mà đọc được tâm á, nó có một cái vấn đề như vậy nè quý vị. Thường khi mà mình khổ quá đó thì mình cứ kêu gọi chư thiên, chứ mong chư thiên giúp đỡ, mà mình đâu có nói ra miệng đâu, mình toàn nghĩ trong đầu mà, mong sao chư thiên giúp đỡ. Rồi Phật tử thì bắt truyền á, thì mong cho những vị Bồ Tát này Bồ Tát kia giúp đỡ. Mà quý vị không nghĩ được một chuyện, nếu như những vị đó đó đọc tâm của quý vị trong những cái lúc mà quý vị đang đau khổ để các vị đó cứu, thì những cái lúc mình làm chuyện bất thiện thì làm sao? Những cái lúc mà mình làm chuyện sai đó, là mình làm chuyện bất thiện á, mình đâu có nhớ tới họ đâu. Mình không nghĩ là họ cũng có thể đọc được tâm của mình. Mình tha hồ mình làm chuyện bất thiện, mình làm ác cho đã, rồi tới hồi mình chịu quả đó, mình kêu họ cứu là họ cứu như thế nào? Cái lúc mình làm chuyện bất thiện, mình không sợ người ta đọc được tâm của mình. Mà trong khi đó mình, cái lúc mình nguy khốn, cái lúc mà mình cực khổ, thì mình mong họ làm sao họ nhìn thấy mình để mà họ cứu mình. Cái chuyện đó là cái chuyện gần như bất khả thi. Tại sao vậy? Bởi vì đó, bình thường á, cái tâm mình nó ô nhiễm quen rồi. Thì khi họ thấy mình, tâm của mình mà thường xuyên sống trong ô nhiễm á, họ đâu có rảnh họ quan sát mình. Họ quan sát những cái người mà thánh thiện, những cái người mà chánh niệm, những người hành thiền cho nó miên mật, họ quan sát những người đó, họ hoan hỷ giống sướng hơn. Hay sao họ hoan hỷ, họ nhìn thấy mình mà đang sống toàn ở trong bất thiện. Thì khi mà họ không thèm để ý tới mình á, nếu lúc mình khổ họ cũng đâu có biết đâu. Cho nên muốn được, nếu như mà muốn được có những cái vị long thần hộ pháp hay là những vị Bồ Tát, người này người nọ người kia đó mà giúp đỡ đó, ngày thường mỗi một lần mà mình làm cái chuyện bất thiện á, hãy nhớ một điều như vậy: cái chuyện này mình làm người khác có thể nhìn thấy. Nếu như người khác nhìn không thấy đó, mình thấy nó khuất, nhìn không thấy. Nhưng mà những người chứng thiền có thần thông, những vị trời họ có thể nhìn thấy. Mà nếu như mình mà còn muốn mà được họ bảo kê cho mình, còn muốn họ giúp đỡ mình ấy, thì làm ơn mỗi lần nhìn làm cái chuyện bất thiện, nhớ họ đang nhìn mình. Mà nếu như họ đang nhìn mình mà mình không sợ á, thì tới hồi mình gặp chuyện khó khăn thì mình đừng có kêu réo gì hết, không ai rảnh đâu giúp mình. Nhưng mà những cái năm cái thông đầu á, phạm phu, những người chứng thiền họ vẫn có cái khả năng này, nhưng mà họ có giới hạn, còn Đức Thế Tôn không có giới hạn. Tuy nhiên Đức Thế Tôn không có đề cao năm cái khả năng này, mà Ngài đề cao cái thông thứ sáu ở trong lục thông, đó là gì? Đó là lậu tận thông. Lậu tận thông sở dĩ được gọi là lậu tận thông bởi vì nó là cái trí tuệ chấm dứt phiền não. Cái trí này nó mới quan trọng, chứ còn mấy cái thông kia không quan trọng. Mình có muốn biến hóa như thế nào đi chăng nữa, phiền não của mình vẫn còn y nguyên. Nó chẳng qua là nó đè nén thôi, có cơ hội nó lại bùng phát. Nhưng mà người mà có được cái lậu tận thông này đó, là họ cắt đứt trọn vẹn cái gốc rễ của tham ái. Tham ái không còn có khả năng có mặt nữa. Cho nên người như vậy mới đi đến cái con đường bất tử, đi đến cái nơi mà không còn phiền não. Do đó Đức Thế Tôn Ngài tán thán cái khả năng này. Có một lần á, có những cái vị mà Bà La Môn đang ngồi bàn tán với nhau. Những vị đó nói như thế này nè: cái hồi mà Đạo Phật mà vừa mới xuất hiện á, Đức Thế Tôn mới xuất hiện ở thế gian, tăng đoàn của Đức Thế Tôn toàn bậc thánh không, những vị mà chứng thần thông là đầy đường hết, coi như là đi mây về gió. Những vị đệ tử của Đức Thế Tôn cái thời gian đầu toàn là những vị chứng thông thần thông không, nhưng mà như bây giờ nó càng về sau nó càng hiếm. Hồi xưa cứ thấy một vị mà đắp y mà theo Đức Thế Tôn là đảm bảo là vị đó có thần thông, chứng thánh có thần thông, tùy tiện nhìn là thấy. Nhưng mà bây giờ như tìm họ nó khó hơn hồi trước nhiều. Do tăng đoàn khi mà phát triển á, thời buổi đầu thì chỉ toàn là bậc thánh, những người mới xuất gia đi chăng nữa thì hôm trước còn phàm, hôm sau chứng thánh là chuyện bình thường. Nhưng mà càng về sau quý vị, càng về sau
thì những người mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau đến với giáo pháp này thì nó bắt đầu tăng đoàn, nó bắt đầu không còn được như cái thuở sơ khai, cho nên là ít người chứng thánh và cũng ít người có thần thông. Thì những vị đó mới bàn tán như vậy. Thì Đức Thế Tôn bằng năng lực đọc được tâm, Ngài biết được là những người này đang, và bằng cái thiên nhĩ, cái thiên nhĩ, Ngài biết là những vị này đang bàn tán như vậy, và Ngài biết là đây là một cái cơ hội cho những con người này có khả năng đạt được lợi lạc khi mà nghe được cái thời pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên nhưng mà Ngài nghĩ là bây giờ mình tùy tiện mình bước tới đó, thì nó không có hợp lẽ, nó không có lịch sự, cho nên cần một lý do. Mà vì cần một lý do như vậy đó, Ngài ngay lập tức chạy chú nguyện hãy mưa đi. Và ngay lập tức có một cơn mưa nó rào xuống, và mưa đó chỉ là một cơn mưa nhẹ, nó đủ lất phất thôi. Thì Ngài mới dùng cái cơ hội đó mà Ngài tạo ra đó, mượn cái cớ đó mà Ngài bước vào ở trong cái hội chúng của những vị Bà La Môn đang bàn tán này, đang bàn tán về Ngài và đệ tử của Ngài. Và khi mà Ngài tới như vậy đó, thì đương nhiên là bằng cái oai nghi và đức hạnh của Ngài, thì những cái vị Bà La Môn đó mới nhường chỗ, sửa soạn cái chỗ ngồi cho Ngài và cung kính Ngài. Thì Ngài mới hỏi đó, bây giờ lục thông thì có 5 cái thông đầu tiên nó là như thế này, nhưng mà cái thông thứ 6 đó, cái lậu tận thông đó, mới là cái đáng để chư Phật ba đời mười phương tán thán, mới đáng để chư hiền thánh tán thán, mới đáng để những bậc hiền trí tán thán. Còn những cái thần thông khác ấy, có cũng được, không có cũng được, nó không cần thiết. Cho nên có những vị chứng thánh nhưng mà không có thần thông, họ chỉ có được một thông, có nghĩa là chỉ có được lậu tận thông thôi, có nghĩa là chỉ có được cái trí cắt đứt phiền não. Như vậy là Đức Thế Tôn tán thán rồi, chứ không cần mà mình phải đi mây về gió, phải có thần thông nọ kia, không cần. Và những vị Bà La Môn đó, đó mới đồng ý với Đức Thế Tôn là 5 cái thông đầu tiên có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà cái lậu tận thông này mới là cái đáng quý. Bởi vì sao? Mình có đi mây về gió, có hô mưa gọi gió, có biến ra lửa, biến ra nước bằng trời đi chăng nữa, thì rồi thân hoại mạng chung mình vẫn phải đi theo nghiệp. Mà cái người có thần thông á, thì họ tái sanh về cái cõi Phạm Thiên, nhưng mà ở trên đó đã hết tuổi thọ rồi thì vẫn phải đi xuống. Trong khi đó cái người mà có được cái lậu tận thông này nè, họ không còn khả năng sa đọa nữa, và cao cấp hơn, họ không còn khả năng luân hồi nữa, họ đến được cảnh giới bất tử. Cho nên đó mới là cái đáng quý. Và 6 thông này đó, cộng thêm 2 thông nữa là thành bát thông. Thứ nhất là cái ý hóa thông. Ý hóa thông, ý hóa thông là như thế nào? Có nghĩa là biến hiện ra nhiều người như ý. Giống như là mình biến ra những cái bản photocopy của mình. Một người biến ra nhiều người, và biến ra nhiều hình tướng như ý muốn. Thì những vị tỳ kheo khi mà tu tập á, thì vẫn có khả năng mà tạo ra cái ý hóa thông. Nhưng mà những vị đó đó, cái khả năng nó có giới hạn. Ví dụ như có một vị chỉ biến ra được một người, có một vị chỉ biến ra được 2 người. Nhiều nhất là Ngài Chun Lá, Ngài Châu Lệ Bằng Đặc á. Thì Chun Lá Ba Tá Cá, Ngài Châu Lệ Bằng Đặc là Ngài có thể biến ra được rất nhiều người, nhưng mà cái số lượng đó nó vẫn không thể bằng Đức Thế Tôn. Xưa nghe nói là vào cái thời này, nhưng mà cách đây cũng lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi, thì trong hệ phái Nam Tông mình, hệ phái Nam Tông Việt Nam mình, có một vị thì cũng có khả năng biến hóa thông, ý hóa thông. Có nghĩa là vị đó thấy là đang thuyết pháp ở đây, cái vị này là chủ trì, một vị chủ trì đang thuyết pháp ở đây, nhưng mà có Phật tử lại thấy là vị đó cũng đang đi bát ở một cái chỗ khác.
thì vô tình thôi, thì mới biết là vị này là có khả năng là ý hóa thông. Rồi chú của sư á, chú ruột của sư kể là cái lúc mà đi qua bên Campuchia mà đánh Pol Pot á, thì có đi đến một cái ngôi chùa. Thì quý vị biết là lính, mà lính thì nhiều lúc cũng không có ưa gì mấy ông sư đâu, thật sự. Thì đến một cái ngôi chùa nhỏ thôi, thì mới canh một ông thầy tu, một ông sư canh ổng. Sư không biết canh để làm gì, sư không biết. Nhưng mà mấy ông lính, ổng tự nhiên cái đi canh ông sư. Thì nó hai canh hai dòng. Một đám rồi canh cái dòng dòng. Canh ông sư này là hành thiền, đám canh dòng ngoài, canh cái cổng. Thì sư không biết lý do nào mà lại canh như vậy. Nhưng mà cái đám mà đứng ở cổng đó, chú sư ấy, thì thấy ông sư này ổng tắt đi mang bát, ông đi ra ngoài. Rồi mới đi theo rồi cười dở, cũng nói chuyện chút sư thì nói bình thường chứ không phải là cái gì mà cười dở nó. Rồi tới hồi mà đi một vòng ở ngoài như vậy đó, đi về thì mới vô cái chùa kèo chắc mấy cái thằng mà canh cái dòng trong, cái canh sao mà không đi ra bay không nói từ sao thế nào chứ. Mấy đứa nó nói, mày không sao, ông đang ngồi thiền trong cái buổi chợ, không đi đâu đâu, có đi ngồi thiền với chồng, không đi đâu đó. Thì chúng sự đáp có nghĩa là cái thời điểm này nếu như mà mình tu hành đúng chánh pháp thì vẫn có cái năng lực có, nhưng mà cái ý hóa thông của mình thì nó vẫn còn cái giới hạn. Nhưng mà ý hóa thông của thế tôn nó không có giới hạn, không giới hạn ở đây là như thế nào? Quý vị biết là cái phạm vi giáo hóa của thế tôn là cao như vậy. Thế như tôi nhớ học nhầm cái là văn ở 3 tỷ cái hệ mặt trời của mình, nhớ nhầm thôi, nhưng mà nó cũng đại loại trong cái con số đó đó. Trong một đoạn chú giải của trường bộ thì có nói như thế này: có những nơi mà chúng sanh họ có khả năng nghe giáo pháp, nhưng mà họ cần nghe đối với cái hình tượng đặc biệt nào đó. Xin lấy ví dụ một người theo đạo Thiên Chúa thì họ sẽ có cảm tình và chịu nghe lời dạy của một cái vị mục sư. Còn một vị mà Hồi giáo thì vị đó sẽ thích nghe cái lời dạy của một người mà mang cái hình tướng tu sĩ đạo Hồi. Thì Đức Thế Tôn sẽ tùy cái sở thích đó mà Ngài sẽ biến hiện ra cái hình tướng hợp với các vị Phật. Đây là một đoạn của vị đạo. Cái phạm vi hoạt động của Ngài là trong cả cái hệ vũ trụ rất là nhiều thế giới, chứ không phải mình thấy một mình mà Ngài ngồi ở đây, ở cái hội này. Thì một cái đoạn ngắn như một cái đoạn chú giải ngắn như vậy đó, thì Phật giáo phát triển mới đưa ra là cái hệ thống mà chuyển hóa đủ thứ như mình thường hay nghe, ví dụ như là Bồ Tát Quan Thế Âm là biến hóa bao nhiêu hóa thân đó. Thì cái đó là cái sự phát triển sau này. Nhưng mà cái gốc là có một cái đoạn chú giải trong trường bộ, cái đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn thì có rõ ràng có ghi như vậy. Có nghĩa là có những nơi chúng sanh cần cái hình tượng đặc biệt để thuyết pháp thì Ngài sẽ biến hiện ra cái hình tượng đó để mà Ngài thuyết pháp đó. Và Ngài sẽ biến hiện vô số nơi như vậy, bất kể chúng sanh là có duyên với Ngài, Ngài có thể độ. Rồi những cái nơi chúng sanh muốn được nghe, muốn nghe, có sẵn sàng để nghe nhưng mà không sẵn sàng để thấy, thì Ngài cũng sẽ để cho chúng ta có nghe tiếng của Ngài nhưng mà không nhìn thấy được. Và bây giờ thì mình thấy là một số Phật giáo mà vị đã nói là cái lời khải quyền, tức là tự nhiên một cái vị tu sĩ nào đó là nghe một cái lời thánh ở trên cao nào đó nói, siêu nói là Phật nghe, siêu nói. Nhưng mà cái cách đó là Đức Phật cũng từng sử dụng. Có nghĩa là có những sanh họ đi dùng thì họ có khả năng họ tiếp thu chánh pháp, nhưng mà họ không sẵn sàng để mà họ nhìn thấy Ngài, thì Ngài sẽ cho họ nghe. Và cái phạm vi của Ngài thì nó không có giới hạn, như mà như là mình thấy thật Ngài hoạt động trong phạm vi là tam thiên cảnh. Cho nên đó, mình thì mình nghe thấy cái việc mà Ngài nhập niết bàn, nhưng thực tế
là những chúng sanh nào có duyên với Ngài là để cho Ngài giáo hóa đạt được điều lợi ích mà Ngài đã hướng dẫn. Cho nên cái việc mà mình tùy niệm Phật, mình gieo những lành cho Phật, nó là cái chuyện rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình gieo những lành với chư Phật ba đời chư Phật thì tương lai một cái chuyện lai nào đó, nếu như mà mình trong một cái thân xác, ví dụ loài người không có bị điên khùng, thì mình sẵn sàng để nghe giáo pháp mà vào cái thời kỳ mà có Phật ra đời đó, thì cho dù mình ở những cái nơi nào đó thì chẳng được, thì mình vẫn có cơ hội tiếp xúc được với chư Phật. Thì đó cũng là một cái lợi thế của những người mà tu tập cái đề mục tùy niệm Phật. Và cái thông cuối cùng của trong Pháp Thông đó là cái tuệ Pháp Thông Vipassana nhà thánh. Đó là gì? Đó là cái sự nhận thức đầy đủ về tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Nhìn thấy được đầy đủ cái tính chất rộng không, cái tính chất duyên khởi của bạn. Nghe thấy được tất cả mọi sự hiện hữu này đều là duyên mà có, đều là một vớ lắp ráp lại mà thành. Và nó có rồi, nó sẽ bị mất. Không có một cái sự hiện hữu nào mà nó tránh khỏi ba cái đặc điểm vô thường, khổ và vô ngã. Ngài hiểu cái từ tận như vậy. Do đó, Ngài biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì đó gọi là cái tuệ pháp. Ngài hiện được cái bản chất của bản thân. Ngài còn hiện được. Và có người họ nói là tôi không hiểu là họ cần chứng vào đâu, mà họ bảo là một vị chứng A-la-hán còn thất tiện. Thì tôi xin thưa là cái chuyện này nó không có xảy ra. Tại vì trong cái tập luật ấy, có một lần, có một cái lần là một vị tỳ kheo do khi mà nằm ngủ thì nó bài tiết cái chất dơ ra ngoài. Thì Đức Phật nói một người mà sống không có chánh niệm, một người sống không có chánh niệm thì sẽ bị những cái sự nguy hại. Thứ nhất là chư thiên không hộ trì nè, rồi thứ hai là như thế nào sư không có nhớ rõ cụ thể cái bài kinh đó, nhưng mà một người sống không có chánh niệm á thì ngủ nó mấy cái chuyện là bài tiết những cái chất dơ mà mình gọi là cái giấc mộng xung xung mộng. Mới có những cái việc. Và Ngài nói là một vị thánh A-la-hán thì không bao giờ thất niệm. Cho nên một vị thánh A-la-hán không bao giờ có cái chuyện ngủ mà còn phải thiền trong giấc mơ. Mà ngay cả trong giấc ngủ thì một vị thánh A-la-hán còn không có cái chuyện thất niệm. Thì hỏi cái trong cái sinh hoạt ngày thường thì đó làm sao? Nhưng mà cái niệm của vị này á, tùy mọi vị, có vị thì vị đó sống thường xuyên trong cái niệm xứ, có nghĩa là trong sống thường xuyên trong thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Nhưng mà cũng có những vị là vị đó không sống trong niệm xứ mà vị đó sống trong tường tập. Thì tùy mọi vị mà vị đó có được cái đề mục khác nhau, nhưng mà tự chung lại không có một vị A-la-hán nào thất niệm. Thì có một lần có một vị tỳ kheo hỏi một vị tỳ kheo chứng A-la-hán, hỏi vị này
là bây giờ khi mà chưa chứng thánh ấy, thì phải sống như thế nào? Thì vị tỳ kheo này, nếu xin nhớ không nhầm là ngài nói nếu chưa chứng thánh thì phải sống trong tứ niệm xứ. Rồi vị này lại hỏi tiếp, như vậy nếu như chứng thánh rồi thì phải sống như thế nào? Thì ngài mới nói chứng thánh rồi cũng sống trong tứ niệm xứ. Và có một lần ngài Ananda, ngài nói bây giờ hai cái vị huynh trưởng về sáu lập thức, về một kiền riêng đã ra đi, những cái vị sư huynh, những vị ảnh cả đã ra đi, nghe cả Đức Thế Tôn ra đi, bây giờ không còn ai ở bên ta, chỉ còn có cái thân thành thì ở kế bên làm bạn với ta. Có nghĩa là đối với ngài Ananda, ngài thọ 160 mà Đức Thế Tôn ở ngài Vị Tịnh 5 năm, như vậy trong suốt 80 năm mà những cái vị ảnh lớn, những cái bậc trưởng tượng, những bậc ảnh cả của ngài được quên biết đi hết rồi, nhưng mà ngài do phụ thọ thì chưa tới, cho nên ngài cũng còn rồi. Và ngài nói bây giờ chỉ còn có một thân hành đi, đó là bạn với ta. Dạ, ngày hôm nay thì tôi cũng không có nói hết được cái minh và hạnh ăn. Thì cái hạnh ở đây đó là 15 hạnh. Nhưng mà bây giờ nói thì nó không kịp nữa rồi, cho nên là thôi tạm dừng ở đây. Và sư mong là một tháng sau quay lại thì chịu được một hạnh. Và bây giờ thì tạm thời và mong là quý vị có được lợi ích từ cái bài pháp. Thì cái bài pháp sẽ hướng dẫn quý vị toàn bộ là nhằm mục đích ứng dụng vào sống để đạt được cái sự an vui hiện tại và cái cảnh giới tốt đẹp, chứ không phải là nghe rồi để nghe cho vui tai rồi về bỏ đâu. Phụ cái thời gian quý vị cái điện tích mà chúng ta dành cho nhau, chúng ta hãy làm một cái hội chúng cùng nhau đi lên, để chi lỡ sau này là mà có ai đó đường tu kém tu thì cái hội chúng mình sẽ được nhau cùng nhau đi lên, đưa cho đi lên cho đi đến cái con đường này thôi. Thì đó là một điều kiện. Thôi bây giờ cũng hết giờ rồi, thì phải nghỉ chắc hai phần nữa. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin thôi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên cuộc đã qua vòng, cầu mong cho các vị đây hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để nhiễm khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngày nơi đông trong. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika punyantam anumoditvā ciram rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam
sabbe deva anmodantu sabba sampatti siddhiya etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo idam me punyang asavakaya vaham putu idam me punyang nippanassa paccayo putu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.